Tình hình sức khỏe của con gái cố diễn viên Mai Phương sau khi nhập viện. Vừa qua, Bảo Mẫu bất ngờ chia sẻ hình ảnh đưa bé La Vi đến một bệnh viện thăm khám, khiến nhiều người lo lắng, hỏi han tình trạng sức khỏe của La Vi. Sau gần 2 ngày khiến cư dân mạng lo lắng, mới đây Bảo Mẫu bé La Vi đăng tải đoạn clip của nhóc tì. Bé La Vi vui vẻ và chăm chỉ tập đàn cùng cô giáo tại nhà. Khoảnh khắc dễ thương của nhóc tì, Bảo Mẫu viết đầy xúc động. Về nhà ngay lúc em bé đang học đàn, Cố nhé, lẽ ra là tiến độ nhanh hơn mà tại dịch nên chậm một chút. Gần 2 năm kể từ ngày Mai Phương qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, khán giả vẫn không khỏi nuối tiếc xót xa. Ngoài ra nhiều người cũng dành sự quan tâm cho con gái cô là bé La Vi. Trong lúc chờ ngày sang Mỹ đoàn tụ với bố Phùng Ngọc Huy, bé La Vi được cô bảo mẫu thân cận chăm sóc. Trong một chương trình truyền hình, Phùng Ngọc Huy để khán giả có một góc nhìn cận cảnh và chân thật về cuộc sống của anh tại Mỹ, anh chia sẻ bé La Vi hiện được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất tốt. Em vẫn thường xuyên gọi điện về nói chuyện với con. Hy vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Ước mơ của em là vẫn muốn La Vi ở Mỹ, nên hiện tại em tập trung công việc kiếm tiền hàng ngày để lo cho con. Khi hai cha con qua Mỹ, em thích chờ con đi học, dù có vất vả em cũng muốn có được sự vất vả đó để có thể cho con gái một cuộc sống ổn định và đầy đủ. Phùng Ngọc Huy vẫn đang cố gắng hàng ngày, hàng tháng để kiếm tiền. Chia sẻ về công việc, anh bày tỏ lần đầu tiên bán em còn ngại lắm tại trước giờ chỉ biết đi hát thôi sau này rồi mình cũng có những cái cách để thuyết phục khách mua bên cạnh đó em thích là em vừa được bán hàng mà còn được hát nữa nên em đầu tư dàn âm thanh hơi bị ngon em bán thì ít mà hát thì nhiều Cách đây không lâu, một người bạn của Mai Phương đã chia sẻ một câu chuyện xúc động về việc bé La Vi nhớ về người mẹ quá cố của mình. Cô bé được bảo mẫu đưa đi xem kịch dành cho thiếu nhi. Khi ngồi dưới khán đài, con gái cố diễn viên nhận ra giọng của mẹ qua lời bài hát lồng vào vở diễn. Giọng mẹ con hát kia gì mi, La Vi rưng rưng nói. Cô bé cũng thấy bảo mẫu rơi nước mắt nên đã nhanh chóng an ủi của bảo mẫu. Hành động của La Vi khiến bao người không khỏi xúc động. Một điều đặc biệt là dung mạo của cô bé ngày càng giống người mẹ đã mất của mình, khiến ai nấy nhìn em đều chạy lòng nhớ về Mai Phương.